Rồi, chị Hen góp ý thêm một cái nữa. Khi mà các bạn quay ra như Mỹ ha, khi mà em quay ra là em đang hất rất là mạnh như vậy. Bên Hoa hậu Hoàn Vũ là khi nào cái tinh thần nó không phải nhẹ nhàng hết. Lách cái mặt ra như vậy, không có lách, hất như thế này. Cái thứ hai là tinh thần, bước ra nó phải hừng hực. Nhớ nha, nhớ nha. Thêm đó là những cái gì mà các em đã làm tốt rồi á, thì ban giám khảo ở đây á, không có góp ý thêm nữa. Nhưng mà có cái nào mà chỉnh sửa là các bạn phải sửa liền để có cái shot thứ hai đẹp hơn cái shot đầu tiên. Rồi, ok, vậy thôi. Uni Media. Thí sinh đầu tiên, 247 và 320. Kiểu khi biết mà mình là cặp thi đầu tiên á, thì Mỹ thực sự là cảm thấy rất là lo sợ luôn. Bởi vì trong cuộc đời thi cử của Mỹ chưa bao giờ mà phải thi số thứ tự đầu tiên cả. Xin chào các em. Rồi, xin chào hai bạn. Chào anh chị ạ. Rồi bây giờ các em sẽ có 30 giây để bàn luận với nhau cái cách thức để mình thi phần thử thách này. Và sau đó các em sẽ có được 3 cú máy, one shot. Và nếu các bạn sau 3 cú máy vẫn không hoàn thành thì có nghĩa là các bạn thử không vượt qua. Và bây giờ 30 giây bàn luận của các bạn bắt đầu. Khi được xếp cặp cùng với Như Mỹ thì mình cảm thấy khá là lo lắng. Mình không biết rằng là làm sao mình có thể sống bước cùng với cô gái mà tràn đầy tự tin và năng lượng như thế này. 30 giây của các em đã kết thúc. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị để mà thực hiện shot đầu tiên của mình. Nguyễn Hoàng Yến, Quảng Ngãi. Hoàng Như Mỹ, Lâm Đồng. Hãy bình chọn cho chúng tôi. Tôi 320. Tôi 247. Để giúp chúng tôi lọt vào top 16 chương trình Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Truy cập ngay từ trang web hoahauhoanvuvietnam.bvote.vn. Chỉ có một cái nhận xét cho Mỹ đầu tiên. Đó chính là khi mà em giơ tay em nói với Lâm Đồng á, em hạn chế em đừng có giơ qua mặt của bạn Yến. Rồi thêm một cái đối với Yến á, thì mình trong lúc mình nói hay mình hô tên, mình ráng giữ cái nụ cười của mình nó tươi một chút, mình thống nhất lại nha. Rồi chị Hen góp ý thêm một cái nữa. Khi mà các bạn quay ra như Mỹ ha, khi mà em quay ra là em đang hất rất là mạnh như vậy. Bên Hoa hậu Hoàn Vũ là khi nào cái tinh thần nó không phải nhẹ nhàng hết. Lách cái mặt ra như vậy, không có lách, hất như thế này. Cái thứ hai là tinh thần, bước ra nó phải hừng hực. Nhớ nha, nhớ nha. Thêm đó là những cái gì mà các em đã làm tốt rồi á, thì ban giám khảo ở đây á, không có góp ý thêm nữa. Nhưng mà có cái nào mà chỉnh sửa là các bạn phải sửa liền để có cái shot thứ hai đẹp hơn cái shot đầu tiên. Rồi, ok, vậy thôi. Ok. Rồi, ráng nha, shot thứ hai nha. Nhớ xương xương thôi nha Mỹ nha. Lát xương xương thôi. Nguyễn Hoàng Yến, Quảng Ngãi. Hoàng Như Mỹ, Lâm Đồng. Hơi một chút là lo lắng. Mặc dù là trong cái suy nghĩ, cái lời nói của mình cũng có rất nhiều thứ muốn truyền tải, nhưng mà mình chưa có thể thể hiện qua được. Bây giờ sẽ là sụt cuối cùng của các em. Ráng cố gắng và chị tin là Hoàng Yến sẽ làm cô Trang nở mày nở mặt khi mà trao chiếc vé vàng cho em. Sụt cuối cùng nha các lên, bạn. Cố lên, cố lên. Đúng rồi. Wow, good. Đúng rồi. Mỹ rất là thích chị Hờ Hen và những lời góp ý của chị Hờ Hen đã giúp Mỹ làm tốt hơn trong phần thi của mình rất nhiều. Hồi tên chưa? Hồi tên đi, hồi tên đi. À, xoay cái nữa hả? Phạm Hoàng Thu Uyên, Hải Phòng. Nguyễn Thị Thanh Thùy, thành phố Hồ Chí Minh. Cười lên, cười lên, cười lên. Đúng rồi. Tôi là Phạm Hoàng Thu Uyên, số báo danh 601. Hãy truy cập vào nền tảng bình chọn ứng dụng tại hoahauhoanvuvietnam.bvote.vn để bình chọn và giúp tôi lọt vào top 16 của Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Tôi là Nguyễn Thị Thanh Thùy, số báo danh 857. Hãy cùng bình chọn cho tôi tại trang web hoahauhoanvuvietnam.bvote.vn để tôi có cơ hội trở thành top 16 của Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Tôi trân trọng và ghi nhận tất cả tình cảm của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chỉ tiếc một điều là phần thi về đeo sát mà cuối cùng là bạn Thùy đúng không? Cái sát của bạn đang bị như vậy.
Em không ngờ là chỉ vì một chút sơ suất là em không có để ý, cho nên là em cũng hơi thất vọng một chút xíu. Thì đó là cũng là một kinh nghiệm, cũng là một bài học mà mình nghĩ rằng là sau này các bạn trước khi ra thi á, mình thi phần gì mình phải chú ý, mà ngay cả cái sát là một cái mà niềm tự hào của mình đó. Do đó thì các em phải chú ý. Với cái chủ đề này thì bản thân Hen rất là chú ý đến cái việc mà các bạn đeo sát như thế nào. Khi mà mình nhìn vô á, cái hình dung của mình đó là các bạn có thật sự là tự hào khi đeo cái giải sát đó hay không? Phạm Diệu Linh, Vĩnh Phúc. Em lấy hơi cho hô tên và lấy hơi lại cho cái việc mà hô Vĩnh Phúc. Tại vì Vĩnh Phúc thì nó rất là mạnh mà em lại hô mới bị bể cái chữ Phúc đi. Còn rồi, xin mời 859 đi hả? Nguyễn Thu Hằng, Bắc Ninh. Ok, chị thấy giọng em tốt, âm thanh tốt nhưng mà... Là giật đó, vẫn còn ngước mặt không? Ừ, đừng có lắc quá. Đừng có lắc lên vậy. Sau buổi hôm nay thì Linh sẽ về và Linh sẽ tập nhiều hơn về giọng nói của mình, cũng như là cái cách để thả lỏng bản thân mình hơn, tự tin hơn. Bắt đầu. Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Hải Dương. Tôi là Phan Ngọc Ngân, số báo danh 770. Hãy giúp tôi có cơ hội lọt vào top 16 của cuộc thi Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 bằng cách bình chọn cho tôi tại trang web hoahauhoanvuvietnam.bvote.vn. Tôi, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, số danh 148. Hãy giúp tôi lọt vào top 16 của cuộc thi Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 bằng cách truy cập vào trang web hoahauhoanvuvietnam.bvote.vn. Rồi, chị nghĩ là hai bạn sẽ phải quay lại rồi đó. Tại vì bị vấp. Ngọc á, là em phải thoải mái hơn nè, tự tin hơn. Tức là khi mà cả em nói pivot á, là em phải kèm cả cái sự kêu gọi. Yeah. Chứ không phải là chỉ đơn giản mình nhớ thoại, thì thêm cái tình cảm vào trong đó nữa. Rất là biết ơn và cảm kích ban giám khảo, tại vì mọi người rất là dễ thương, mọi người rất là nhiệt tình. Uni Media. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 mở ra một kỷ nguyên mới cho nhan sắc Việt với một định danh hoàn toàn mới, Miss Cosmo Việt Nam. Vương miện Vinacumin chính là một trong những cái động lực để mà Châu phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phải tôi luyện bản thân mình nhiều hơn nữa để chinh phục những cái đỉnh cao mới, không chỉ dừng lại ở sứ mệnh của một hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Bản thân Nhi là cũng một người phụ nữ mà là self-made, from zero to hero. Mình luôn luôn mình tự mình sẽ nắm những cái cơ hội trong bàn tay của mình, theo đuổi đam mê và không bao giờ bỏ cuộc. Người chiến thắng không chỉ đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế, mà còn có trái tim hướng về cộng đồng và sẵn sàng hành động vì những lý tưởng cao đẹp. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 hứa hẹn bùng nổ một lần nữa với một chủ đề vô cùng mạnh mẽ: tôi luyện nên tôi. Nội lực và nỗ lực làm nên thực lực của bạn. Tôi tin rằng chính hành động của bạn tạo ra sức ảnh hưởng. Với tôi, sự tôi luyện làm nên người chiến thắng. Và hành trình tôi luyện nên tôi, Made Not Born, của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 chính thức bắt đầu.